Mình cho cả nhà xem. Đây là trái na mắng cầu dai. Em đi trồng cái cây này cũng được 3-4 tháng rồi. À, hôm nay đã có trái và được thu hoạch lần đầu tiên, cũng chưa ăn thử. Mong là nó sẽ dai và ngọt. Mua cây này lúc là cây chiết cho nên là có trái rất nhanh. Đây là cây chuối sim của Mỹ. Cây chuối này trồng ở Mỹ cho nên nó rất là to cả nhà. Nải chuối này để cho chín mà đi nấu chè thì rất là ngon nha cả nhà. Rất dẻo. Quá trời chuối nè. Em này đang chặt những cây chuối non để cho nó khỏi có đẻ ra những cây khác nè cả nhà. Ok rồi ba cả nhà nha.